Thưa quý vị, Đà Nẵng đã và đang đẩy mạnh chiến lược xúc tiến mở các đường bay quốc tế đến thành phố. Theo đó, từ nay đến ngày 29 tháng 10, dự kiến có 7 hãng hàng không khai thác các chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng với tần suất 41 chuyến một tuần. Riêng tháng 4 có các đường bay Kuala Lumpur, Malaysia, Đà Nẵng và Bangkok, Thái Lan, Đà Nẵng của hãng AirAsia, Singapore, Đà Nẵng của hãng Jetstar Asia và hãng Vietnam Airlines, Incheon, Hàn Quốc, Đà Nẵng của Vietjet Air và hãng Jeju Air, Jin Air. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng tiếp tục xúc tiến các đường bay mới tiềm năng theo kế hoạch trước đây như đường bay đến Jakarta, Indonesia, Cebu, Philippines. Đặc biệt có đường bay mới kết nối Đà Nẵng với New Delhi, Ấn Độ do hãng Vietjet Air khai thác từ tháng 9 năm 2022 để mở ra thị trường quốc tế mới cho du lịch Đà Nẵng. Thành phố kỳ vọng trong năm 2022 sẽ khôi phục hàng không như thời điểm trước COVID-19 với 31 đường bay. Đồng thời, diễn đàn phát triển đường bay châu Á năm 2022 diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 6 tới sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn đối với ngành hàng không nói chung và ngành du lịch Đà Nẵng nói riêng, góp phần khôi phục và phát triển các đường bay quốc tế, thu hút đầu tư và du lịch đến Đà Nẵng.